Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ triệu tập một nhóm 25 thanh thiếu niên học sinh mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, hỗn chiến với một nhóm thanh thiếu niên khác khiến nhiều người bị thương. Tất cả số thanh thiếu niên này đều trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ từ 14 đến 19 tuổi. Trong đó có nhiều em đang là học sinh trung học phổ thông. Theo kết quả điều tra ban đầu, khi nhóm của Phạm Hồng Trí, 17 tuổi, đang ngồi chơi ở quảng trường mùng 10 tháng 3 thành phố Buôn Ma Thuột, thì bị nhóm của Nhất Duy khoảng 20 thanh thiếu niên đến gây gổ và bắn ná vào nhóm của Trí. Lúc đó Trí đã đuổi theo và cãi nhau với Nhất Duy. Sau đó cả hai nhóm đi về thì Trí nhận được tin nhắn từ Facebook của Nhất Duy với nội dung hẹn 21 giờ ngày hôm sau sẽ hỗn chiến và Trí đã đồng ý. Đến tối hôm sau, Trí cùng đồng bọn đã lôi kéo được gần 30 người, chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao rửa, cây gậy, bom xăng, rồi kéo đến điểm hẹn ở đường Trần Quý Cáp thuộc phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột để đánh nhau với nhóm của Nhất Duy. Lúc đó, nhóm của Nhất Duy mới tập hợp được 4 người. Thấy vậy, nhóm của Trí đã cầm hung khí lao vào đánh chém loạn xạ. Nói rồi chuẩn bị sao? Chuẩn bị như thế nào? Nhất Duy mới nhắn tin em kêu là giờ muốn đánh nhau, xong em mới kêu là giảng hòa thì Nhất Duy không chịu. Xong rồi sau đó em mới Nhất Duy đều đồng ý thì khoảng qua ngày mai thì em mới hơi quen nên đi dạo thì Nhất Duy mới gọi em kêu là tập trung đi rồi 9 giờ báo địa điểm sếp thì em mới kêu ok. Sau đó em mới chạy xuống Nguyễn Chi Phương để tập trung anh em rồi tập trung mấy bạn rồi để đánh nhau. Một lúc sau thì bạn Huy đi lấy dao đi chặt cây cho mấy bạn đánh nhau. Bạn con dùng nhóm chat để làm phương thức để liên lạc với đồng bọn. Hẹn anh em đánh nhau tầm 7 giờ, bên có rủ con đi đánh nhau thì con đồng ý. Thì con kêu là bom xăng thì để con chuẩn bị cho. Thì con với cùng trường với Sơn là có đi mua xăng về. Dùng chai bia trước nhà thì đổ xăng vào rồi lấy vải nhét kín lại. Rồi tầm 8 giờ lên hồ đập Nguyễn Chí Phương để tập hợp ở đó. Thì khi đi là con có mang theo một cây rựa và 6 trái bom xăng. Là chuẩn bị bom xăng là để khi mà bên kia đông thì mình ném vô để cho bên kia tản ra chạy. Để mình dí mình đánh. Rất may, vụ hỗn chiến đã được Công an phường Tự An và Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột sớm phát hiện đến vây ráp, ngăn chặn xử lý kịp thời nên chưa ai bị tử vong. Nhưng trong nhóm của Nhất Duy, có 2 người bị thương tích 5% và 2%. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ nhiều loại hung khí, dao rửa, cây gậy và mảnh vỡ chai thủy tinh mà các đối tượng làm bom xăng. Bước đầu, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong nhóm của Phạm Hồng Trí để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và tiếp tục làm rõ mức độ vi phạm của các đối tượng còn lại để xử lý. Vụ việc trên một lần nữa rung lên lời cảnh báo về vấn nạn thanh thiếu niên học sinh chỉ từ những chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt rồi lên mạng thách thức nhau dẫn đến tụ tập dùng hung khí kéo đi hỗn chiến. Thực trạng này đòi hỏi các gia đình, trường học, tổ dân phố, thôn buôn cần lưu tâm hơn trong việc quản lý giáo dục con em, học sinh của mình.